chuẩn bị đi về đúng không? Ê, đứng vào đây cho em xin mấy phút để quay hiệu quả nhá. Chuẩn bị hết rồi cho nên là đứng, em biết chị vội nhưng là chỉ xin chị 3 phút thôi. Xin chào mọi người, chào các bạn. Em ạ, bây giờ hôm nay cũng muộn rồi. Dạ em biết rồi, em biết là chị vội nhưng mà chỉ xin chị mấy phút thôi. Duyên là giúp hộ chị. Rồi ok, em sẽ dạ vâng, em sẽ nói giúp chị, còn đâu là chị chỉ cho em xin 3 phút thôi, không cần nói nhiều đâu ạ. Xin chào mọi người, chào các bạn. Chị thêm là đến với viện thẩm mỹ Korea, thì trước đây là chị đến và bụng của chị chủ yếu mỡ tập trung vào bụng, bởi vì chị này không có bị béo nhiều lắm đâu, chỉ có 58 cân thôi đúng không chị Thêm? 58 cân thôi, không có nhiều mỡ lắm nhưng mà chủ yếu tập trung mỡ bụng. Và hiện tại khi mà bây giờ giảm mỡ của viện thẩm mỹ Korea rồi, bây giờ chị chuẩn bị chị đi về, thì Nguyên có xin chị chỉ lắng lại khoảng 3 phút thôi là để chị chia sẻ với mọi người về cái kết quả của chị Thêm. Hiện tại bây giờ chị Thêm chỉ còn có hơn 40 cân, tức là chị Thêm đã giảm được là 8 cân rồi đúng không? Sắp xỉ 50 cân rồi đúng không ạ? Thực ra người của chị bây giờ như thế này thì rất là gầy rồi, gần như là rất là gầy rồi, và cố gắng về duy trì chế độ ăn uống cho em làm sao mà không bị tăng cân là được nhá. Còn cái quá trình mà trước đây thì chị làm ấy, thì chị Thêm có chia sẻ rằng là chủ yếu là mỡ của chị tập trung vào bụng. Và hồi đấy thì chị đến với Korea thì chị có nói rằng là Nguyên ơi, Nguyên làm nào mà không cần giảm cân nhiều cũng được, chị cũng không quan trọng, nhưng mà chị chỉ quan trọng là giảm được cái vòng bụng với chị thôi đúng không? Bây giờ chị thấy nó nhẹ nhàng hơn nhiều không? Nói chung là trong quá trình coi như là thì là trong người nó nhẹ đi rất là nhiều luôn. Dạ vâng, thực ra mọi người cũng thông cảm vì chị rất là ngại và gần như chị cũng không có nói được gì nhiều, nhưng mà về chị cái về cái kết quả của chị thì mọi người cứ nhìn thấy, chị bảo là cứ hình ảnh của chị mà nhìn thấy thì tất cả mọi người nhìn thấy rồi. Hình ảnh đầu tiên chị đến với Korea lúc đấy là 58 gần 60 cân và hiện tại bây giờ chị chỉ còn 49 50 cân thôi. Chị đã giảm được 8 cân rồi và hoàn toàn bây giờ cái bụng của chị đã mất hết hoàn toàn. Hồi đấy là chị làm cả bụng cả xoài đúng không chị? Bây giờ thì xoài hết sạch rồi nhỉ? Xoài hết sạch rồi, bụng cũng gần như là phẳng đét rồi, không còn gì nữa rồi. Chị đứng nghiêng cho mọi người xem một chút. Đấy. Không còn gì nữa rồi. Đấy. Ok, em cảm ơn chị Thêm nhá. Không làm phiền chị Thêm nữa, chị cố gắng chị về duy trì ăn uống làm sao mà không bị tăng cân là được nhá. Cảm ơn. Cảm ơn chị Thêm. Được rồi, cảm ơn chị Thì ơi, thì em đưa chị xuống. Cô đưa cô xuống nhá. Về nhá. Dạ vâng, chào chị.